Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình nhận của khách cái máy iPod này. Người ta gửi từ xa về nhờ mình 3 bát giùm mà. Máy này thì khóa cho chủ sở hữu nha các bạn. Quên iCloud mất tiêu rồi. Giờ mình ghim vô máy tính. Mình mở cái bao tool lên. Máy này thì Tut Gen 7 nè, 15.8. Thì nó không có nghe gọi á, thì nó chỉ có số series ha. Làm những cái máy này thì mình phải đổi số series trước nha các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn là cái cách mình đổi số series, rồi mình bypass cái con này từ A đến Z luôn nha. Rồi mình mở cái hệ điều hành MacBook lên, macOS đó các bạn. Rồi mình mở cái i4 tool, coi từ cái máy rồi nó nhận đầy đủ chưa. Mình tiến hành mình đổi số series nữa nha. Rồi nhận máy đầy đủ nè. Rồi mở cái tool Magic để mình đổi số series á các bạn. Đổi số series rồi mình bypass, tại máy này nó không có nghe gọi á, nó không có số email á, nó chỉ xài như một cái máy nghe nhạc thôi. Đầu tiên á, mình sẽ đưa cái máy vô chế độ DFU để mình boot bubble vô chế độ màn hình màu các bạn. Mình đổi số series nha. Trước khi vô DFU thì các bạn vô recovery trước nè, để mình hạn chế cái trường hợp là đang chạy nửa chừng nó hay bị tình trạng là reboot lên á. Giờ tiến hành vô DFU, các bạn để ý cái con máy này nha. Home với là nút nguồn là không có vô DFU được nha các bạn. Nó dùng DFU bằng volume trừ nè, với là điểm nguồn ha. Rồi các bạn vô DFU bình thường, các bạn bấm nguồn volume trừ, nhìn nhẽ hợp lý là tự động cái iPod của mình nó sẽ vô chế độ DFU. Rồi khi vô DFU thì mình tiến hành mình trở lại cái tool Magic, mình boot bubble là đưa cái máy vô chế độ màn hình màu để mình đổi số series thôi các bạn. Rồi khi này thì các bạn cứ đợi cái tool nó làm việc thôi. Khi mà nó boot lên màu thành công á thì mình đổi số series như những cái con máy mà dạng như là iPad Wi-Fi các bạn. Rồi nó lên màu nè, thành công nha. Màu gì kệ nó các bạn ơi, xanh đỏ tím vàng gì kệ nó, lúc nó màu này lúc nó màu kia. Rồi khi mà nó lên chế độ màn hình màu á, trở lại cái tool. Cái này thì mình muốn đổi số series cái con máy Gen 7 này á thì mình phải dùng thêm một cái cáp DCSD nha các bạn. Chứ cái này nó không có tự động mở cho mình một cái bọt ha. Nói chung máy này nó cũng ra khá là lâu rồi. Đổi số series thì mình phải kết hợp nhiều thứ á, nó hơi rườm rà xíu nhưng mà mình nói khá là kỹ á. Các bạn chịu khó lắng nghe nha. Mình đổi cáp á thì cái máy tính nó không có nhận, nhưng mà cái tool á nó sẽ nhận thêm một cái cổng nè các bạn. Mình chọn cái cổng giống như là cái cáp DCD mình mới ghim vô á, rồi mình bấm connect là nó kết nối cái iPod của mình. Rồi mình read nó sẽ nhận được cái máy nè. Các bạn để ý cái số series nè, mình đổi số series á, các bạn đừng có đổi linh tinh nha. Mình cần đổi số series của cái tool nào mình bypass á thì các bạn lấy cái số series của cái tool đó nha, chứ đừng đổi linh tinh nha các bạn. Mình đổi số series thuộc của cái tool nào, mình chạy tool nào thì mình lấy số series của tool đó. Rồi tiến hành mình đổi, thay thế số series gốc nè bằng cái số series của mình muốn đổi á. Mình không có chữ write nè, rồi các bạn đổi nó. Các bạn nhớ là những cái phần dưới mình không có được đụng đến nha. Đụng linh tinh là nó mất Bluetooth, nó mất Wi-Fi nha các bạn. Sau khi đổi thành công thì các bạn read lại lần hai lần để mình coi thì nó đổi chưa, rồi khởi động lại máy nha. Đợi một xíu, nó sẽ khởi động lại cái iPod. Mình kiểm tra coi số series nó đổi chưa. Rồi số series đã đổi thành công nè. Rồi như vậy thôi. Khi đổi thành công thì mình tiến hành mình trở lại cái môi trường Windows các bạn. Mình mở tool mình bypass. Nó khó là khó cái bước lúc mà mình đổi số series thôi à. Còn bypass thì những video trên kênh mình nói khá là chi tiết á, cũng khá là đơn giản. Đổi số series thì nó tình trạng là nó không thể kích hoạt là hợp lý nha các bạn. Rồi giờ mình không sử dụng cáp DCSD nữa, mình đổ qua cáp Lightning thường nè. Rồi mình trở lại cái Windows, mình mở tool mình bypass. Rồi lúc này bao tool vẫn nhận đầy đủ nha. Cái số series này các bạn thấy không, nó đã đổi thành công nè, theo cái tool mà mình muốn bypass á. Rồi mình mở cái tool lên. Giờ mình bypass hello thôi. Bypass hello cái con máy này á là các bạn phải bypass Jared nha các bạn. Đầu tiên mình Jared trên tool nó hỗ trợ Jared luôn á. Các bạn Jared theo tool luôn nha. Rồi bấm Jared thì cái máy về chế độ recovery. Tiếp tục vô DFU. Vô DFU thì các bạn nhớ với mình là volume trừ với nguồn thôi.
chứ nhiều lúc các bạn tưởng phím home với lại nút nguồn các bạn cứ bấm bấm tới Tết nó cũng không vô được depo nha các bạn. Rồi vô depo thì cái tool nó tự động nó gyrate cho mình, các bạn cứ đợi đợi nó gyrate thành công thì mình ba bát hello one lit. Nó như vậy thôi. Thì cái này, cái máy này nói chung là cũng lần đầu tiên mình làm lần đầu tiên mình nhận của khách cho nên mình chia sẻ cái video cái cách mình làm anh em nào thấy hay hữu ích thì like đăng ký kênh chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.